ngày 4 tháng 3, Thánh Cassini ở Ba Lan. Năm 1458 đến năm 1484. Cassini lớn lên trong một thế giới mà đó không phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử Ba Lan, con trai thứ hai của vua Cassini thứ tư và hoàng hậu Elizabeth của Áo, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1458. Cuộc đời ngài được đặt định để nối tiếp quyền bính của vua cha và gia tăng quyền thế của Ba Lan. Ngay từ nhỏ, Cassini đã cảm thấy cuộc đời mình thuộc về một người nào đó, mà vị vua ấy cao cả hơn cha ngài nhiều. Bất kể những áp lực, nhục nhã và bị tẩy chay, ngài vẫn giữ sự trung tín ấy trong suốt cuộc đời. Cassini đã dâng mình cho Chúa. Một trong những động lực tận hiến ấy là nhờ người giám hộ John de Lugos, mà sự thánh thiện của ông đã khuyến khích Cassini trên hành trình cuộc đời. Thật khó để chúng ta tưởng tượng rằng đời sống vương giả lại là một áp lực. Nhưng đối với Cassini, sự sang trọng chung quanh ngài là những cám dỗ để phản bội sự trung tín đích thực, để chống đối những quần áo sang trọng đắt tiền mà người ta cho rằng ngài sẽ vui thích. Ngài mặc những quần áo bình dân nhất. Cassini thường nói, không gì hạnh phúc cho người làm lớn cho bằng kính trọng Chúa Giêsu cho người nghèo. Khước từ ngay cả sự tiện nghi bình thường, ngài ngủ ít và dành thời giờ ban đêm để cầu nguyện. Thay vì nằm trên giường nệm, ngài ngủ trên sàn nhà. Mặc dù ngài là hoàng tử, nhiều người chung quanh đã nhạo cười ngài về những điều ấy. Tuy nhiên, trước bất cứ áp lực nào, Cassini vẫn thản nhiên và thân thiện. Chắc chắn cha ngài phải kinh ngạc về thái độ của con mình. Nhưng có lẽ, ông cũng nhìn thấy và thán phục sức khỏe của Cassini. Lầm tưởng về điều ấy, nên ông đã sai Cassini dẫn một đạo quân sang xâm chiếm Hungary, theo như lời yêu cầu của một số nhà quý tộc ở đây. Mặc dù cảm thấy cuộc viễn chinh thật sai lầm, Cassini cũng đã vâng lời vua cha. Nhưng mỗi một bước tiến, ngài linh cảm rằng đó là một sự bất tuân cha trên trời. Do đó, khi binh lính bắt đầu bỏ trốn vì không được trả lương, ngài rất hân hoan nghe theo lời khuyên của các sĩ quan mà đưa quân trở về nhà. Khi được biết Đức Giáo Hoàng Sito IV chống đối cuộc xâm lăng ấy, Cassini biết rằng linh cảm của mình là đúng. Tuy nhiên, vua cha quá tức giận vì hoạch định của ông bị thất bại, nên ông đã trục xuất Cassini lúc ấy mới 15 tuổi đến một lâu đài ở Dobki, hy vọng rằng sự tù đầy sẽ thay đổi ý định của Cassini. Nhưng trong thời gian lưu đày, ý định ban đầu của Cassini mà ngài tin là đúng lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn, và ngài từ chối cộng tác cho mọi hoạch định của vua cha, bất kể bất cứ áp lực nào. Ngài từ chối cả cuộc hôn nhân cho cha ngài sắp đặt. Ngài chỉ cộng tác với chương trình của vị vua đích thực qua sự cầu nguyện, học hỏi và giúp đỡ người bất hạnh. Cassini vô cùng quý mến Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đặc biệt là ngài yêu thích bài thánh ca Latin về Đức Mẹ, ca ngợi Mẹ hàng ngày. Ngài đã yêu cầu bản nhạc ấy được chôn theo với ngài khi ngài mất. Ngài từ trần vì bệnh phổi ngày 4 tháng 3 năm 1484 tại Grodno, Lithuania, khi mới 25 tuổi. Trong thời gian đến thăm Lithuania, mà ngài cũng là đại công tước của quốc gia này, ngài được mai táng ở nhà thờ Vilna, Lithuania. Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 tôn phong hiển thánh năm 1521. Ngài được đặt làm quan thầy của Ba Lan và Lithuania.